267 Với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được nhị thiền và tam thiền. Tôi đạt, tôi trú nhị thiền và tam thiền. Tôi đã thực chứng nhị thiền và tam thiền bị phạm tội barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã chứng tôi chứng tôi đã chứng được nhị thiền và tứ thiền tôi đạt tôi trú nhị thiền và tứ thiền tôi đã thực chứng nhị thiền và tứ thiền bị phạm tội barajika trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã chứng nhị thiền và vô phiền não giải thoát nhị thiền và vô tướng giải thoát nhị thiền và vô nguyện giải thoát nhị thiền và vô phiền não định nhị thiền và vô tướng định nhị thiền và vô nguyện định nhị thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não nhị thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô tướng nhị thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện nhị thiền và tam minh nhị thiền và tứ niệm xứ, nhị thiền và tứ chánh cần nhị thiền và tứ như ý túc nhị thiền và ngũ quyền nhị thiền và ngũ lực nhị thiền và thất giác chi nhị thiền và bát thánh đạo nhị thiền và quả dị nhập lưu nhị thiền và quả dị nhất lai nhị thiền và quả dị bất lai nhị thiền và quả dị a la hán tôi chứng tôi đã chứng được sơ thiền tôi đã chứng nhị thiền và vô phiền não giải thoát nhị thiền và vô tướng giải thoát nhị thiền và vô nguyện giải thoát nhị thiền và vô phiền não định nhị thiền và vô tướng định nhị thiền và vô nguyện định nhị thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não nhị thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô tướng nhị thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện nhị thiền và tam minh Nhị thiền và tứ niệm xứ, nhị thiền và tứ chánh cần, nhị thiền và tứ như ý túc, nhị thiền và ngũ quyền, nhị thiền và ngũ lực, nhị thiền và thất giác chi, nhị thiền và bát thánh đạo, nhị thiền và quả dị nhập lưu, nhị thiền và quả dị nhất lai, nhị thiền và quả dị bất lai, nhị thiền và quả dị a la hán. Tôi đạt, tôi trú nhị thiền và quả dị a la hán. Tôi đã thực chứng nhị thiền và quả dị A-la-hán. Bị phạm tội Parajika. Trước tiên, dị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, dị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, dị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá tôi đã chứng tôi chứng tôi đã chứng được nhị thiền và tôi đã từ bỏ tham ái và tôi đã quăng bỏ tham ái và tôi đã thoát khỏi tham ái và tôi đã dứt bỏ tham ái và tôi đã xa rời tham ái và tôi đã khai trừ tham ái và tôi đã đoạn trừ tham ái bị phạm tội parajika trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói Vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được nhị thiền và tôi đã từ bỏ sân và tôi đã quăng bỏ sân và tôi đã thoát khỏi sân và tôi đã dứt bỏ sân, và tôi đã xa rời sân, và tôi đã khai trừ sân, và tôi đã đoạn trừ sân, bị phạm tội barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được nhị thiền, và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng nhị thiền và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái. Tôi đã chứng nhị thiền và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân. Tôi đã chứng nhị thiền và tâm của tôi không bị che lấp bởi si, bị phạm tội Barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá Tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được nhị thiền và sơ thiền. Tôi đạt, tôi trú nhị thiền và sơ thiền. Tôi đã thực chứng nhị thiền và sơ thiền bị phạm tội barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần tổng hợp theo sự xoay dòng. Sau khi thực hiện theo mỗi một nhân tố như thế, phần tổng hợp theo sự xoay dòng nên được tiến hành một cách tròn đủ. Phần này được tóm tắt. 268 Với ba yếu tố Vị cố tình nói điều dối trá, tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đạt, tôi trú sơ thiền. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã thực chứng sơ thiền, bị phạm tội barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng tôi chứng tôi đã chứng được nhị thiền tam thiền tứ thiền vô phiền não giải thoát vô tướng giải thoát vô nguyện giải thoát vô phiền não định vô tướng định vô nguyện định sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não sự chứng đạt về trạng thái vô tướng sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện tam minh tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực thất giác chi bát thánh đạo quả dị nhập lưu quả dị nhất lai quả dị bất lai quả dị a la hán tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đạt quả vị a la hán tôi trú tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã thực chứng quả vị a la hán bị phạm tội parajika trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã từ bỏ tham ái và tôi đã quăng bỏ tham ái và tôi đã thoát khỏi tham ái và tôi đã dứt bỏ tham ái và tôi đã xa rời tham ái và tôi đã khai trừ tham ái và tôi đã đoạn trừ tham ái bị phạm tội parajika trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã từ bỏ sân và tôi đã từ bỏ sân, và tôi đã quăng bỏ sân, và tôi đã thoát khỏi sân, và tôi đã dứt bỏ sân, và tôi đã xa rời sân, và tôi đã khai trừ sân, và tôi đã đoạn trừ sân. Bị phạm tội parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tâm của tôi không bị che lấp bởi si, và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân và tâm của tôi không bị che lấp bởi si. Bị phạm tội barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần tóm tắt liên quan đến một nhân tố 269 phần liên quan đến hai nhân tố phần liên quan đến ba nhân tố phần liên quan đến bốn nhân tố phần liên quan đến năm nhân tố phần liên quan đến sáu nhân tố phần liên quan đến bảy nhân tố phần liên quan đến tám nhân tố phần liên quan đến chín nhân tố phần liên quan đến 10 nhân tố nên được phân tích giống y như cách đã được phân tích ở phần liên quan đến một nhân tố. Đây là phần liên quan đến tất cả các nhân tố. 270 với ba yếu tố, với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. tam minh tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực thất giác chi bát thánh đạo quả dị nhập lưu quả dị nhất lai quả dị bất lai quả dị a la hán Tôi đạt, tôi trú quả vị A-la-hán, tôi đã thực chứng quả vị A-la-hán, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định với ba yếu tố với bảy yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã từ bỏ tham ái tôi đã quăng bỏ tham ái tôi đã thoát khỏi tham ái tôi đã dứt bỏ tham ái tôi đã xa rời tham ái tôi đã khai trừ tham ái tôi đã đoạn trừ tham ái bị phạm tội parajika trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố với bảy yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã từ bỏ sân tôi đã từ bỏ sân tôi đã quăng bỏ sân tôi đã thoát khỏi sân tôi đã dứt bỏ sân tôi đã xa rời sân, tôi đã khai trừ sân, tôi đã đoạn trừ sân. Bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định với ba yếu tố, với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã từ bỏ, đã quan bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, bị phạm tội Parajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si. Bị phạm tội Barajika. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần liên quan đến tất cả các nhân tố. Dứt phần giảng giải về trường hợp liên quan đến sự trong sạch. 271 với ba yếu tố vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền lại cố tình nói điều dối trá tôi đã chứng nhị thiền và người nghe hiểu được thì phạm tội parajika người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaya trọng tội trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng Điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã chứng tam thiền và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền lại cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng tứ thiền và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaja, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền lại cố tình nói điều dối trá tôi đã chứng vô phiền não giải thoát vô tướng giải thoát vô nguyện giải thoát vô phiền não định vô tướng định vô nguyện định sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não sự chứng đạt về trạng thái vô tướng sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện tam minh tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực thất giác chi bác thánh đạo quả dị nhập lưu quả dị nhất lai quả dị bất lai quả dị a la hán và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika người nghe không hiểu được thì phạm tội thu la cha trọng tội trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền lại cố tình nói điều dối trá tôi đã từ bỏ tham ái tôi đã quăng bỏ tham ái tôi đã thoát khỏi tham ái tôi đã dứt bỏ tham ái tôi đã xa rời tham ái tôi đã khai trừ tham ái tôi đã đoạn trừ tham ái và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định Tôi đã từ bỏ sân, tôi đã quăng bỏ sân, tôi đã thoát khỏi sân, tôi đã dứt bỏ sân, tôi đã xa rời sân, tôi đã khai trừ sân, tôi đã đoạn trừ sân. Và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền lại cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái. Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân và tâm của tôi không bị che lấp bởi si. Và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần phân tích theo sự xoay dòng, theo từ được chọn lọc, thuộc về các sự việc căn bản. 272 Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng nhị thiền, lại cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng tam thiền, và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá, sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị có ý định nói rằng tôi đã chứng nhị thiền lại cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi si và người nghe hiểu được thì phạm tội parajika người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaja trọng tội trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng, tôi đã chứng nhị thiền, lại cố tình nói điều dối trá, tôi đã chứng sơ thiền, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định phần tóm tắt theo sự xoay dòng có liên quan đến một nhân tố thuộc về các sự việc căn bản phần nhân tố được tóm tắt. 273. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng tâm của tôi không bị che lấp bởi si lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã chứng sơ thiền và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika. Người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá sau khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị có ý định nói rằng tâm của tôi không bị che lấp bởi si lại cố tình nói điều dối trá tâm của tôi không bị che lấp bởi sân và người nghe hiểu được thì phạm tội barajika, người nghe không hiểu được thì phạm tội thulachaja, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định dứt phần tóm tắt có liên quan đến một nhân tố thuộc về các sự việc căn bản